Cố phần chăm lo gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cần Đức, Ủy ban nhân dân xã Tân Trạch phối hợp đội ngũ y bác sĩ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người dân thuộc diện gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà là 100 triệu đồng do đội ngũ y bác sĩ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Người dân được các bác sĩ khám tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhận phần quà gồm nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Trạch cũng đã vận động tặng 270 xuất quà trị giá 50 triệu đồng chăm lo cho gia đình chính sách của xã nhằm chia sẻ phần nào khó khăn cùng gia đình, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người có công với Tổ quốc.